Theo chương trình định kỳ hôm nay ngày 14 tháng 4 năm 2024, Ban loan báo tin mừng của giáo phận Xuân Lộc liên kết với các hội giáo hoàng truyền giáo tại Việt Nam tổ chức buổi lễ kết khóa cho các lớp tìm hiểu kinh thánh và cầu nguyện với lời Chúa. Thánh lễ bế giảng hôm nay được tổ chức tại Tòa Giám mục Xuân Lộc với sự hiện diện đầy ưu ái của cha tổng đại diện đa minh Nguyễn Tuấn Anh, quý cha, quý sơ trong ban giảng huấn và phần lớn là quý học viên học phần 1 lịch sử cứu độ đến từ các giáo sứ Bình Hòa, Tam Phú, Kim Thượng, Tân Bình và các lớp học online đến từ nhiều giáo phận khác nhau. Theo danh sách thống kê có khoảng 849 học viên khóa 1 đủ điều kiện lạnh chứng nhận trong buổi lễ bế giảng hôm nay. Chương trình của buổi lễ trao giấy chứng nhận kết khóa được bắt đầu với giờ gặp gỡ sinh hoạt khởi động cùng nhóm giáo lý viên của các lớp online. Sau giờ khởi động, Cha Paulo Võ Tấn Lộc mời một số học viên đại diện chia sẻ cảm nghiệm về việc học hỏi lời Chúa. Đang xen giữa phần chia sẻ của các học viên là chia sẻ của quý cha, quý sơ trong ban giảng huấn về những thao thức cũng như những yêu cầu cần có của người hướng dẫn. Đó là đời sống cầu nguyện tương quan mật thiết với chúa nhờ đó các giảng viên mới có chất liệu để chia sẻ với các học viên của mình sau mỗi chia sẻ các khách mời được mời bốc thăm một con số may mắn học viên nào đang giữ trên tay con số may mắn đó sẽ nhận được một phần quà nhỏ từ ban tổ chức thêm vào đó là phần đố vui kinh thánh có thưởng cho tất cả các học viên nhờ sự hài hước và dí dỏm của cha mc các học viên đã tham gia tích cực hào hứng và có những giây phút thư giãn vui vẻ đúc kết phần chia sẻ là lời huấn từ của cha đa minh tổng đại diện cha ước mong sự trở về ngôi nhà chung này giúp các học viên luôn cảm thấy sự gần gũi thân thương vì đây là nhà của chúng ta những người con của giáo phận thêm vào đó ngài cũng nhấn mạnh đến nhu cầu cần thiết của việc học hỏi lời chúa vì chúng ta không thể cho cái chúng ta không có cho nên, việc học hỏi lời Chúa không giới hạn cho một ai, nhưng dành cho tất cả mọi người. Thời gian tới, Ngài ước mong mỗi con dân của giáo phận đều say mê học hỏi lời Chúa và chia sẻ điều mình có cho những người xung quanh. Thánh lễ tạ ơn và trao bằng chứng nhận cho các học viên được cử hành lúc 10 giờ 30 phút ngày 14 tháng 4 năm 2024, do cha tổng đại diện đa minh Nguyễn Tuấn Anh chủ tế qua bài giảng thánh lễ chúa nhật hôm nay một lần nữa ngài tiếp tục nhắn gửi đến các học viên tầm quan trọng của kinh thánh kinh thánh chính là nền tảng đức tin của chúng ta và nhờ kinh thánh mà chúng ta nhận ra đấng phục sinh như trong bài tin mừng hôm nay để lưu giấu những khoảng khắc ý nghĩa này cha tổng đại diện và quý cha trong ban giảng huấn đã ưu ái trao giấy chứng nhận cho từng học viên cùng với những tấm hình lưu niệm nhằm động viên khích lệ các học viên tiếp tục hăng say trong hành trình tiếp theo của khóa huấn luyện. Được biết, các khóa học của các lớp tìm hiểu kinh thánh và cầu nguyện với lời Chúa đã được bắt đầu tại giáo phận cách đây 3 năm, nên số học viên đã hoàn thành xong khóa 1 và khóa 2 khá đông. Thời gian tới, các lớp của khóa 3 sẽ được mở tại các giáo sứ và giáo hạt nhằm đáp ứng chương trình học hỏi kinh thánh của các học viên. Thánh Lễ bế giảng được khép lại với phần chia sẻ bữa ăn bút phê huynh đệ, để nối thêm tình thân giữa những người đang khao khát tìm kiếm Chúa. Tạ ơn Chúa về một ngày hồng phúc, ước mong tất cả các học viên khóa 1 sẽ trở nên cánh tay nối dài của Chúa Giêsu, để lời Chúa được vang xa hơn nữa trong môi trường, nhờ hăng say học hỏi lời Chúa và nhiệt tâm làm việc tông đồ.